Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ đúng không? Và ở video này thì Khải đang muốn chuyển sang đường môn. Và trên kênh thì cũng khá nhiều anh em đồng tình với đường môn. Nên là bây giờ Khải sẽ chuyển sang đường môn ngay và liền luôn. Nói chung là cũng hơi trễ giờ tổng kim rồi. Giờ chuyển sang đường môn, Khải đòi xu cái đã. Mua cái tiếng vật môn phái. Mà nãy mua chưa ai bán anh em. Được, Khải rao thử có ai bán không? Có ai bán giá một cái năm không? Nếu mua một cái năm cũng được em, tại vì tầm này không biết có ai bán hay không thôi, đợi tí. Ok. Thôi không ai bán thì mua trên shop luôn em ơi. Chung là giá nó dao động tầm 1,5 kim đến 2 kim thôi. Rồi mua trên shop, chuyển phái thôi. Ok, bắt đầu chuyển phái nè. Chuyển phái đường môn nha anh em. Lâu rồi Khải không cầm lại đường môn anh em. Lâu rồi không đánh đường môn. Cũng hơn tức sẽ vượt cũ thì sớm vài tháng trước. Còn gần đây thì gần 3 tháng trở lại đây thì Khải chuyển phái đâu này. Ông này ủa quà phẩm chuyển phái thường thường chọn ông này mà em tiến vọng phái. Mấy hôm chuyển chỗ ông này được hay coi nè. Đây. Phải không? 1, 2, 3. Ủa server này hỗ trợ đổi môn phá chỗ nào không thấy nè. Chờ chút. Chút nè em ơi. Lô. Anh em ơi. Server mình có anh em nào. Đây. Ok, mới hỏi định hỏi mà thấy rồi nè. Ok anh em, định hỏi mà thấy rồi. Tại vì mấy hôm là cái con nờ bờ sơ chuyển phái nó nằm ngay chỗ cái ông này nè. Đó. Mà hôm nay nó là chuyển lên cho bên trên này. Vãi nó. Ok. Chuyển phái. Trước khi chuyển phái thì tháo hết đồ bỏ bên dưới. Đó. Nói chung là lâu rồi không đánh đường môn em ơi. Hôm nay xác định chuyển đường môn. Chuyển phái cần là 3 không ta? Nhưng mà đúng vọng môn phái. Ta cũng chuyển môn phái khác. Đường môn. Trong đồ của Khải thì có sẵn rồi nè. Khải chỉ cần chuyển thôi. Đồ Khải có sẵn rồi. Môn nỏ này nha nè. Đường môn nỏ nha. Rồi ok. Lâu rồi không đánh đường môn. Ít đường môn. Ít cái bàn. Ok. Chuyển xong rồi nè. Chuyển xong bây giờ phải lên đảo, đường nào cũng phải mặc đồ vào. Trong hình là Khải có cái nỏ này thôi. Đường nào cũng phải lên đảo nè. Dây chuyền nè. Nhẫn nè. Khả năng tăng cho vui thôi em, tí nữa phải lên đảo một lần nữa. Tí nữa phải lên đảo một lần nữa. Ok, trước tiên Khả sẽ tăng điểm bên kỹ năng trước đã. Chút nữa lên đảo một lần nữa nè. Cái này tăng cho vui thôi. Tam nhãn là trong phái nè. Cái này thì chắc chắn với em là Khả sẽ mắt mắt một đường bảo vũ. Mắt một đường bảo vũ nha nè. Mắt đường bảo vũ. Luôn nhớ nhung hoài thường là đi vọng. Đúng rồi được. Khải kiếm sức thố nè. Con này là tháo này, tháo bán lại thôi. Đó. Mang sức thố. Nguyên chung cho sai dư thần. Sông kiếm đau em đang ở đâu. Đó, chắc chắn mát một đường thôi chưa. Thằng này đánh bảo vũ hơi bị ngon nè. Một tay hơi bị to ấy. Rồi. Đó, như một điểm. Trong lần này là full rồi. Full một đường bảo vũ rồi. 5, 10. Trời, lực tay bên này đánh khỏi nói rồi em. Tay được 4 cái 5. 4 cái 3.
tí nữa ép mấy chục điểm sức mạnh này xuống thông pháp nữa em. Vài máu bao nhiêu? Tắt ngày 10 rồi khỏi máu bao nhiêu. Đường môn thì bên server kia thì Khải cũng đánh đường môn nhiều rồi em. Khải đánh đường môn khá là nhiều rồi. Đó, trời ơi cái này đánh khỏi nói nè. Máu ơi, máu này có số thố rồi, 2k rưỡi đẹp rồi. Này máu quá chắc rồi. Rồi 4k3 đẹp luôn. Mấy cái đồ chưa mạch được, nó lên đảo nè mày. Này tanh này là vui thôi, này đồ không mạch được, đồ này phải muốn mạch phải lên đảo. Cái này nói chung là nó cho một lần lên đảo tại tí miễn phí nè. Thôi đường nào cũng lên, lên đi. Lên rồi xuống rồi nè. Ngọc bội thì tìm cái ngọc bội 530 sinh lục lực đẹp đẹp là được. Ok lên đảo đi. Đảo luôn cho nó lạnh. Rồi tí nữa bán kim muốn con xích thố nữa nè. Chúng là được tại tí free một lần nè. Đó lên luôn. Đó Khải sẽ tăng lại một lần cho anh em xem nha. Chuyển đường môn thì nó có rất là nhiều cái thú vị để chơi nè. Chúng là Khải chơi đường môn ở server cũ và server này thì khá là nhiều rồi. Nói chung là hôm nay thì Khải muốn đổi gió một chút, với lại trên kênh cũng khá nhiều anh em đồng tình với Khải là tầm này Khải mắc tại thì kinh nè. Mắc tại kinh là điểm Khải khá là nhiều, nên là chỉ chuyển qua đường môn thì hợp lý nhất thôi. Trước khi chuyển đường môn thì Khải muốn test thử hiện tại Khải đang có bao nhiêu sức mạnh đó, anh em chờ chút nha. Dây chuyền này, ngọc bội này, đó Khải đang test thử Khải bao nhiêu có bao nhiêu sức mạnh rồi đỡ Khải có thể ép sức mạnh vào người anh em, ép sức mạnh vào người. Tổng kiếm hiếm nghi không rồi. Đây Khải sẽ ém lực sức mạnh vào người. Đó hiện tại bây giờ Khải kết được 44 đúng không, 11 này, 13, 44 thì Khải tăng thêm chỗ sức mạnh khoảng 16 điểm thôi. Đỡ có thể thay cái nỏ ra vào nè. Rồi ok xúc thôi. Từ từ nó mặc mấy cái áo vào tính sâu nha. Mặc mấy cái đồ này nè. Đó đẹp trai vô, đẹp trai vô. Đó rồi tải lại cái đã. Mùi xấu. Lực tay 4k3 nhưng lúc nãy là khá là đẹp. Rồi ok thành điểm. Muốn ngửa ngày á, chơi vĩnh viễn em ngửa ngày làm gì. Một nè, bỏ vào dưới kia. Đủ. Nói chung là Khải chuyển qua đường môn thì Khải full một đường rồi em. Khải full một đường rồi. Khải full một đường đường môn rồi em. Trong tầm này Khải vào tầm này đường môn bao vũ đánh khỏi nói luôn em. Đánh ba cháy luôn em. Không đùa đâu. Trời ơi lực tay 4k7. Trời ơi lực tay đẹp vãi. Lực tay này Khải tăng lên 5k. Sấy thông kim khỏi nói luôn em. Rồi cố gắng lên 5k nha. 5k rồi mang xích thố nữa đẹp em. Trời ơi đồ như thế này thì quá đẹp luôn. Rồi hôm nay sấy khỏi nói rồi. 5k lực tây nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. 5k lực tây. Ui quá chắc. 24 24 51 51 ok. Thêm lượng 51 có ngày mi nữa. Trời máu khả khá là nhiều ấy. Biết đâu anh em. Ok, Khải cách chỗ này nè. Sức mạnh ra nè. Bỏ sức mạnh ra nè. Chung là sức mạnh thì đỡ Khải có thể kích cái anh em nhìn xem này. Đó. Đỡ Khải có thể kích cái nọ hút sinh lực thôi. Quên hút nội lực thôi. Đỡ Khải có thể đi chan nè. Anh em nhìn lại nè. Nên là Khải mang sức mạnh là có cái ý đồ khả nè. Đó, hút nội lực 7 này. Đó, Khải có thể thay cái nọ ra vào. Đó, thay vào thấy chưa? Thì nó hút vào. Đó đi chan cầm nó hút. Rồi đi giả tẩu cầm nó hút này. Rồi đi bơ ca thì cầm nó bơ ca. Trời ơi lực tay 5k mấy không thể tin được anh em à. Tầm này vào tổng kim cắn lắc lực tay 6k anh em thiệt anh em chứ đánh bay nóc luôn nè. Rồi ok. Đâu cấp nào hỏi nè.
Đúng rồi, mắt tay cân mắt kỹ năng nó quá đẹp luôn anh em. Tầm này thì anh em giữ đường môn Khải đánh Tống Kim khỏi chờ vào đâu được anh em. Đó, hai cái này được kích thôi. Rồi mang vào mang cái này. Đó, cái bộ này được kích sức mạnh này. Rồi. Đó. 36 thôi. Ok, 51 được rồi, xem nào. Thử được bao nhiêu. Mắt tay thì kinh nên là đường môn khá là lợi. Ok, có Khải sẽ đưa lên 5K2. Ok. 5K2 hợp lý nè em ơi. 5K2 quá hợp lý luôn. Trời ơi. Kiểu này mà Khải mang xích thố nữa máu 2K9 3K rồi em. Trời, đường môn tầm này sấy quá chóc luôn em ơi. Ok anh em này. Đúng rồi. Không cần cái này thì Khải đánh Tống Kim thôi em. Cái này đánh Tống Kim thôi. Còn nếu mà muốn nọ tóc 20 hoặc 30 thì đỡ đi liên đấu nè em ạ. Nọ tóc thì đỡ đi liên đấu, còn nọ sát thương cao đi Tống Kim. Đó, cái này thì vào Tống Kim cánh cánh lách vào đạt tóc anh em ơi. Cánh lách vào đạt tóc 201 nha em. Cánh lách vào đạt tóc 201 nha. Chỗ này Khải dư một điểm nữa này anh em. Đó. Ok, quá chắc luôn. Khải ra cái sấy vài đường cơ bản này. Quá đẹp. Máu tầm này ít anh em. Máu tầm này Khải mang con xích thố là máu Khải gần 3K anh em. Máu Khải 3K anh em. Cái nhẫn này Khải định mang rồi đó. Khải mang xích thố là máu Khải 3K anh em. Đấy. Khải mang xích thố là cộng thêm 100 máu nữa máu Khải 3K anh em. Kèm theo nghe mi là máu Khải dao động tầm gần 6K anh em, gần 6K ấy. Trời, giật mặt gơ thế. Nem cả hai quá đẹp. Đã kiếm cái ngọc bội khác hơn một tí. Ngọc bội kháng lôi không cần. À, quá ngon. Chung là set đồ này thì Khải ít hôm nữa Khải cũng phải thay set đồ mới. Tại vì tầm này Khải lên đảo cho anh em xem cho vui thôi. Ít hôm Khải sẽ thay set đồ mới nữa. Thay thêm cái nón. Này là ok rồi. Ngọc bội thì được xí nữa. Đưa ngọc bội sinh lực lực cao cao vào. Lực 52. Này lấy nội lực này. Đó, nỗ lực 7.3. Đó, kháng như thế này nè mày. Đó. Cái ngọc bòi lúc nãy là không có mana, còn Khải check cái này vào để lấy lượng mana thôi em. Chứ ngọc bòi Khải sẽ mang cái ngọc bòi làm chậm. Ngọc bòi Khải sẽ mang ngọc bòi làm chậm. Và Tống Kim là cánh đạp móc thôi em, vâng kiếm đạp móc thôi. Ok, rồi vào Tống Kim làm tí. Tầm này không kịp mua lách thì đánh sơ sơ thôi, không kịp mua lách. Tầm này không có lách vô đánh chơi thôi nè. Rồi. Khải test thử 15-20 phút nè. Một inlet vào test thôi. Ok, và bây giờ Khải ở video này anh em đừng quên cho một like chia sẻ nè mày. Video này Khải chuyển sang đường môn nè. Rồi.